nên mình lên được tới núi hả anh Lan ơi? Núi này kêu bằng núi gì? Núi này là núi nhân tạo. Cũng giống hình cái núi chứ không có khác gì đâu à quý vị khán giả. Đó, anh nên mà leo được cái đèo này là cũng rất là tuyệt vời luôn rồi đó. Anh nên không có nhìn thấy đâu. Anh nên mà thấy là em đảm bảo với anh nên nha, anh nên không có dám leo luôn á. À, quý vị như là sáng múc anh lên à, Kim Hân với anh Trần Ninh xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Kim Hân. Hôm nay thì Kim Hân với anh Trần Ninh đi hát dạo. Mình có thể được coi là hát dạo hơn nè. Thì nó cũng ngang như đi ăn xin vậy đó. Cỡ ăn xin thì ăn xin đi, miễn sao mà mình thỏa được cái niềm đam mê mình thôi, và mình có thể mang đến cho quý vị khán giả những lời ca tiếng hát và giữ lại được cái truyền thống nghệ thuật của dân tộc Việt Nam mình, đúng không nên? Nói cái tiếng đi ăn xin chứ không phải đi ăn xin, cái này là mình quay YouTube để đi mưu sinh kiếm sống. Dạ. Chứ không phải là ăn xin, tại cái đó chẳng qua nói giỡn chơi chứ quý vị khán giả thôi. Dạ. Chứ không phải là đi ăn xin. Trời ơi, Kim Hân à, bữa nay Trần Ninh nói thiệt với quý vị khán giả nghe. Kim Hân là thuộc nằm dạng đại gia đó, quý vị khán giả ơi. À, nhưng mà tại vì Kim Hân đam mê đi quay YouTube đồ đặng mà kiếm sống. Bởi vì Kim Hân đang là thợ may, mà may may áo dài, rồi may áo thể dục thể thao. Nói chung là Kim Hân may đồ nhiều lắm. Chứ sự thật ra thì Kim Hân, trời ơi, Kim Hân đại gia mà cũng nghèo cố gì đâu. Đại gia là có rất là nhiều da đó phải không anh Ninh? Nhưng mà chưa bao giờ là Kim Hân may được cho anh Ninh cái áo nào nha quý vị. Tại vì Kim Hân không có biết mã áo sơ mi nam đâu. Kim Hân chỉ biết hát để phục vụ quý vị thôi. Và hôm nay thì Kim Hân với anh Trần Ninh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả thân thương trên kênh của mình một cái bài hát tân cổ giao duyên. Đó là bài tình. Chị đẹp biết rằng mình chẳng nữa cần nhau thì ba buổi bán đồ đừng gặp gỡ, nếu biết rằng yêu rồi gian dở thì em mới lưu luyến chỉ thêm sau. Gửi trao chi kỷ niệm buổi ban đầu, trao cho nhau tâm tình thiêu tha thiết là mình đem cái đắng để tặng nhau. Người ta bảo yêu là gian dở, có mấy ai còn mộng thở ban đầu. Yêu một lần là khổ đến ngàn sao, sao khiến xui chi cho đôi mình gặp gỡ. Nếu dạng câu thề
ơi yêu mà sợ một ngày mai chia biệt cái mong manh tuyệt vời của hạnh phúc phù du. Tình yêu buồn nên tình đẹp tiên thu, duyên không tròn nên một đời thương. Tình đôi ta cầm bằng gian dở, chỉ gieo sầu để khổ cho nhau. Cho mắt buồn quần mắt thâm sâu, cho dòng lệ chảy dài trên đôi má. Dòng lệ mặn tuyệt vời vô giá, ngọt đau buồn của một cũng đành chấp nhận hộp tan. Tình yêu dấu cánh bay cao một đời, tôi biết yêu anh từ muôn kiếp đời, cho dấu mai sau tình tôi nhớ dài. Biết rằng chẳng được cần nhau, đừng đem cái đắng trao nhau, cho tình ta một thơ ôm sâu. Cái bài này hình như mình ca nó hơi có cái gì gì đó. Nó chưa có hay lắm đúng không anh? Đúng rồi, không mà kể đi tại mình đam mê mà. Dạ. Cái nhà lá vườn. Kim Hân đến với ca cổ miệt vườn, đúng là ca cổ miệt vườn nha quý vị. Kim Hân giống như anh nên đã nói với quý vị đó, Kim Hân không có phải chuyên đâu. Thảo Mai mà. Ồ, Thảo Mai mà. Cho nên Kim Hân hát theo đam mê nha quý vị. Mặc dù Kim Hân hát không hay nhưng mà Kim Hân hay hát. Rồi quý vị khán giả ơi, nếu mà có đăng ký cho kênh Kim Hân thì nhớ là đăng ký lên kênh nhấn Trần Nên. Nhấn like qua cho kênh Trần Nên nhé nghe. Dạ. Rất cảm ơn quý vị khán giả và hai anh em hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những video tiếp theo ạ. Và nhớ sang kênh của anh Trần Nên nữa nha quý vị. Bữa nay hát bẻ một ngón xong nấu cà.